hôm nay mấy anh em tôi gồm có Nhật Cường, Trung Lục Tịch, Quang Mèo, Tân Trề, Hiếu Hiền, Lê Nam ngồi đây không phải là uống cà phê là tâm sự đâu nha, mà vừa tâm sự mà vừa bàn kịch bản. Con chị nha, con miệng có cốt chị nha. Để chuẩn bị cho live show Nhật Cường ngày 11 tháng 2 đây tại nhà hát Bến Thành, tức là ta là 21 tháng 1, tức là qua Tết 20 ngày, diễn ra vào lúc 20 giờ tại nhà hát Bến Thành số 6 Vạn Chi. Đó, đây là mong bữa đó mưa. Chốt hẳn câu rồi. Chốt mưa nhưng mà làm sao ở trong nhà hát khỏi sợ mưa. Lúc đó là mình bán vé hết rồi, không còn sợ nữa. Ở với Nhật Cường thì giỡn với được nha. Chứ không mấy với người khác. Đặc biệt nhưng mà không sao đâu. Có nhiều nói là coi Cường ơi, mà nay sau thấy thầy chợ hả? Nó không cần tới chợ, nó thích là chơi, bán miếng đất chơi thôi. Cắt cái máy đó ngồi là ngon lành cái đúng máy không? Vừa cắt xong là bị chửi liền luôn đó. Không. Với Nhật Cường là anh giỡn thoải mái, anh không sợ. Nếu không Nhật Cường là anh giỡn thoải mái. Cũng luôn có nói gì nói đi. Mà đặc biệt nha. Đặc biệt nha. Ở trong này có, trong cái chương trình lên show có 3 vở kịch. À, một cái thì Nhật Cường làm đại diện, một cái là Trung Lùng là đại diện, một cái là Chấn Thành là đại diện. Đó, nhưng mà kịch này thì ăn bàn là Trung Lùng là đại diện. Mấy đứa nghe chưa? Anh Trung Lùng đạo diễn là mấy đứa phải nghe anh nghe không? Dạ, bà nhường miếng anh chơi nghe không? Dạ. Để dành miếng anh nha. Quan trọng là bây giờ là cái tên của anh là anh ta là Trung Lùng mà tôi còn lùng hơn ảnh nữa, vậy thì bây giờ cái tên tôi sẽ là tên gì? Vậy là Hiếu Lùng hơn. Hiếu Lùng hơn. Cười đó, vui đó. Trung okay, Lùng rã Trung Lùng đập Hiếu Lùng hơn nữa. Không phải nói phải nói câu đi để cho ok. Và sau đây là Tân Trề, và sắp tới là sẽ là trề quá trời. Trời với trời. Lúc này em ngày hôm nay có mặt ở đây để mà đặt mỗi kịch để mà phục vụ cho tất cả bà con có đến xem của chương trình Cười Để Nhớ Năm của Lazo Nhật Cường. Tiền nhiều để làm gì và nhiều tiền để làm gì? Làm gì để nhiều tiền dạ. Thì nói chung mà rất mong quý vị khán giả yêu quý anh em thì cùng nhau mà mua vé ủng hộ. Ngày mấy? 11 tháng 2 đó, mua vé tới ủng hộ. Bữa đó không có mưa, yên tâm. Mưa râm râm lất phất thôi chứ không có giận có mưa lớn. Mà quý vị yên tâm nha, tại vì là 11 tháng 2 là bắt đầu là live show năm của anh Nhật Cường là diễn ra, thì tầm cỡ khoảng là ngày 5, ngày 6 của tháng 2 là mọi người nên mua vé là vừa đúng rồi. Mà thí dụ như là mua mà là đặt online thì sẽ được giảm giá nữa. Còn mua tại chỗ là có thể là anh Cường anh vui anh tặng luôn. Có lỗi không tặng nghe cắn gì. Chắc cái đoạn này phải cắt quá. Không có tài trợ. Nha, mua ủng hộ nha bà con nha. Hiện giờ thì tất cả mọi người anh em đều có góp một câu chuyện vào trong cái clip này, thì có một người vẫn chưa nói chuyện đó là Lê Nam. Không phải đang coi thời tiết mà mua hai báo bão à. Trước tháng mày nó live show mà nó trù. Có một điều như thế này nha, tôi nói thú thật. Tôi quan sát Lê Nam thì tôi mới phát hiện ra là nếu các bạn mà nhìn kỹ kỹ tí xíu, Lê Nam có một cái nét gì đã diễn hơi giống Nhật Cường. Và chính vì vậy Nhật Cường mời Lê Nam thì Lê Nam sẽ đảm nhận trong những cái vai mà lúc mà Nhật Cường xỉu mệt á. Hoặc là Nhật Cường đi vô trong hậu trường đếm tiền vé, đếm tiền doanh thu bao nhiêu được. Xong Nhật Cường đếm tiền xong nhìn thấy xỉu, chắc mẹ xỉu. Lỗ rồi xỉu. Là Lê Nam là ra đắp vai diễn những cái cảnh đó. Đó, Nhật Cường tính toán hết rồi. Vậy là sau khi mà Trung Lùng mà nghĩ ra cái điều đó là mình bảo đảm đang lúc diễn ra live show không dám tính tiền. Nếu có tính tiền là phải chuẩn bị bình oxy để thở. Còn không là kết thúc. Nếu mà về chủ đề là phải thêm vô rồi nha. Chủ đề phải thêm vô là tiền nhiều để làm gì? Làm gì để nhiều tiền? Lỗ tiền ai đắp vô? Nghĩ là tôi trù cho xỉu đi để tôi ra tôi được diễn. Thầy khùng, ông cầm tiền ông đi hết luôn, ông đi trước mà thầy. Ta sợ không lỗ mà ông có tiền xong rồi ông hốt ông đi trước. Anh nói giống cái người mà làm phim của vậy. Kiểu mà giống như con chóc mà cầm cái gì vậy. Cái tay vẫn cầm tiền á. Cầm tiền lỗ xỉu thừa. Thôi mình vô nội dung đi. Vô nội dung đi. Trời ơi nó sao. Bây giờ vô câu chuyện em nó dây đứa con đúng không? Trong cái kịch cũ này em nó dây đứa con. Thật ra bây giờ là anh em mình nó giống. Giống mở màn của tụi anh em tụi mình toàn là làm chiếc tôi thôi. Bây giờ các bạn có tìm chiếc tôi. Bây giờ tôi sẵn ở đây tôi đăng ký miếng trước nha.
đăng ký tôi là tính cách của tôi á, là tôi thích có cái thằng cái gì mà bây giờ trên mạng nó có cái micro mà chọn rồi thoải nào đó có cục nhá, có cục nhá không, bây giờ thì ai cũng có cục á thì chuyện người ta, còn em thì có trong em ăn ba lô cái micro mà cái micro dây mà chọn á anh Miro, em thì cầm micro dây em có ba lô của em á, của mình tập viên á, em chọn cái thoại chọn vô mặt anh Trung. Bây giờ có dây không, micro bự gì đó, có dây mới vui, có micro bự gì đó, thì anh đầu tư như kiểu cái bum á, không không hay nó sẽ bị, tại vì anh ra sân khấu như vậy nó sẽ bị rất là nó con cái YouTube là nó là gọi là bình dân, không anh này ngay á, anh làm những cái bum vậy anh muốn nó nhỏ nhỏ đúng không, dù sao á nếu dài dài cái đúng rồi. Không phải anh nhờ lại nào quay á, nó không cần gũi với bây giờ. Thực tế bây giờ nó em chỉ cần có cái ba lô với cột cột xì trong cái ba lô thôi, cái micro nhỏ nhỏ thôi. Chỉ rồi lúc mà mẹ đang nói em chọn cái thằng rồi nói chuyện đây. Không biết rồi. Đồng tư. Mày bỏ ra được không? Cái mic của em nó không hút được. Bà nói mày chọn luôn vậy sao mày nói? Rồi những cái mà mình đang về cái đề tài YouTube á thì nó có hai cái dạng này các bạn. Vậy là định hình là mày ở đâu? YouTube. Top top. Đồng ý không? Mấy nghe, mấy nghe là YouTube. Đó là nhìn là đủ xác nhận liền. Ủa trường phái YouTube. Trường phái YouTube, trường phái top top. Đó. Rồi bắt đầu mình cũng lên án những cái chuyện gì. Ở trong đây là cái câu chuyện là ở phần sau á là cái câu chuyện á là 1 với 10 thì nó cũng dính trong cái YouTube rồi. Còn mình á mình tìm cái mà những cái mà cái công việc của YouTube mà họ làm á phơi phán rồi, mình phơi phán thêm đa phần là những cái ham view ham không tiền phải, thậm chí là nhân vật này gắn với nhân vật kia để tạo ra cảm xúc. Bây giờ tụi mình có thể thậm chí có những lúc mà đang quay á, là mình đang gọi là livestream hoặc là gì mà các bạn có điểm phần nhạc vô để nhạc ở trong này hay những cái chỗ á, ví dụ như chỗ thì, mà nó sẽ bị nhạc nó không vô ví dụ vậy, nhưng mà em chỉ sợ nó chừng bị bản quyền về khi mà lên luôn không, cái xài nhạc nó thì dính bản quyền, còn cái này mình chơi ọt nó bánh vô ọt cái điệu á, ọt cái điệu giống như thằng này đụng nó dựng ra câu chuyện luôn, dựng ra câu chuyện như mình dựng ra những cái câu chuyện một đứa bé cái này đụng ép nó rồi thằng nào cũng dành quay hết riêng cho mình, hiểu không, riêng để cho cái kênh của mình nó được thấy lên, thì ở đây nó sẽ có một cái những cái vấn đề mình đưa ra là mình sẽ nói là các bạn kỳ lắm, một cái chương trình này một cái gì đó người ta đang đầu tư, các bạn chỉ cần có một cái không cần đầu tư, cầm cái điện thoại lên tới các bạn quay, các bạn post lên trước, còn cái gì nữa của người ta sẽ không biết sao, đó là những cái mà mình đang cần muốn nói luôn, cần muốn nói là, và cái thứ hai nữa là sự thật là, nhưng mà cái câu chuyện chính nó là cái gì anh chú, thì có nghĩa là mình cứ tố cáo cái nghề không dám kể ra, mình kể ra giờ ta biết ta đâu có, mình tố cáo cái nghề này nhiều, hiểu không, mình tố cáo nghề này và đồng thời là mình nói là vấn đề nằm ở phê phán. Thì anh cái đó là làm kéo kéo cũng thì đúng rồi, mình làm kéo kéo ở đây mình phê phán là chuyện ít mình nói ra nhiều nè, chuyện nhiều chuyện hàng xóm nè, chuyện gia đình mình không lo, anh phải nói cái đó rồi cái hậu quả của mình sẽ nhận lấy đúng rồi. Cái gì nhưng mà cái kiểu ví dụ như mày nói đơn giản, ví dụ như có một cái quầy bán ước đi, nó làm gì đi thì cái đám YouTube đơn là bắt người ta phải làm này làm nọ làm này, ví dụ như cha chết mẹ chết hay gì đó thì nó có thể nó dựng lên câu chuyện như vậy, nó tự cái người dân người ta không biết gì, người ta ở cái này chỉ là quay phóng sự để quán được đông khách này nó có được cái làm theo cái hậu quả đúng rồi, chứ cái này nữa nè, có nghĩa là có quyền phán xét, mày bán dở là mày bán dở luôn, tại vì anh mở ra anh đầu tư nhưng mà bán dở tao vẫn được quyền phán xét mà, chứ đâu phải anh lấy cái lý do là tại vì tao đầu tư nhiều quá bạn bè đưa quay không ai tới, không phải tại vì anh dở người ta mới phán xét. Ok thôi mình đừng đi cái hướng đó, mà đi theo hướng một cái gì đó mà mình cái đám YouTube này dẫn người ta phải đi theo cái câu chuyện của nó. Thì các bạn coi ở trên mạng á, những cái thông tin nào mà về cái tính cách của YouTuber hoặc là những cái có những cái đương nhiên có cái mình sẽ tôn vinh họ, những cái mình sẽ lên án, ví dụ như có những công việc của YouTuber họ đưa ra những cái thông tin rất là tuyệt vời, giống như là những cái mảnh đời khó khăn nó chạm tới đáy lòng, nhưng đó sự thật thì nó được nhiều người ủng hộ, nhưng có những cái mà sau đó các những YouTuber khác thấy cái người đang hiệu quả họ mới càng tấn công vô, nhưng họ lại đưa thêm những cái họ thêm những cái thông tin nó không được hay, hiểu không, thì đâm ra tự nhiên nó biến cái nhân vật chính đáng thương của mình đó thành một cái vô tình, thành nhiều người sẽ bị lỏng hơn và sẽ bị đáng ghét, người ta tưởng đâu là cái nhân vật chính đó đang muốn được
không muốn thực sự nói chung là thương hại và ngoài cái chuyện đó ra còn có những chuyện khác, ví dụ như là anh nói em có những cái công việc chưa thích, họ làm cái nghề ví dụ như họ đưa về cái đề tài tranh ảnh hay gì rất hay nhưng mà được ít được người xem, tại vì nó không là thời cái nghề thời thượng. Có những cái bạn chưa thích những cái bạn còn với những bạn khác thì cứ tạo cho mình một cái drama khó chịu cho người xem thì lại người ta lại khoái xem. Ở cái vấn đề mình sẽ đặt câu hỏi tại sao vậy, tại sao cái người họ đem ra những cái mà cái khó chịu cho người xung quanh mà lại được view lại cao. À, như giống như công ty bạn gì ở trên TikTok, trên TikTok mà cũng đi giúp người mà lại đi cái kiểu khác, mà phong cách không phải không tạo cái phong cách giống như mình nói là cái cách giải trí tạo cái phong cách khó chịu cho mọi người lỡ đi thì mọi người lại thích, lại được view cao. Còn những người họ đi theo cái kiểu đàng hoàng lịch sự thì lại mà đạo diễn dài dòng đúng không? Ông bây giờ nói chung là cái túm lại cái nội dung của mình là đang nói về tiền, cho nên bây giờ mình chỉ có phê phán những người gì ham tiền làm những điều bậy bạ, những gì ham tiền mà câu chuyện không có thật mà tạo thành có thật. Đúng rồi. Nói chung làm sao để mà đừng trái với cái lương tâm mình là quá ok. Anh là chính trong cái live show đúng không? Hàng gì nói gọn, còn đây dài quá. Nói chung là kìa làm bằng tốt giá để kiếm tiền thôi. Đạo diễn thì muốn miếng. Để đạo diễn muốn như vậy thì tại vì cái kịch đó là đạo diễn đóng nhiều hơn ông Gia Chánh. Mày là đạo diễn hả? Gia Chánh đây tay sản xuất. Mày là đạo diễn hả? Thì Gia Chánh xuất hiện tí xíu thôi. Tay sản xuất anh đạo diễn. Không, anh Trung anh nói. Anh ra miếng, ra miếng. Không phải là đạo diễn có vô đồng không? Dài. Ở đóng chưa? Trời ơi, đạo diễn đóng nhiều nhất mà. Đạo diễn cái tuần này là đóng nhiều nhất. Làm vô bởi vậy dành miếng là chỉ miếng rồi vậy. Trời ơi. Còn Nhật Cường là chính của trong cái live show đó xuất hiện view đó thôi rồi anh em mình nói à. Ô! Giờ chẳng xuất hiện. Rồi đi vô. Vô đi kiếm tiền đi, đi vô cái là. Tụi ở ngoài diễn. Đạo diễn nói dài thôi mà không có chữ nữa chứ. Hoài không có chữ. Mà thời gian Tết thì ít rồi. Ta nói gì ta gom gọn là chứ. Thời gian Tết thì ít gì? Thời gian tới Tết ngắn rồi. Rồi. Đúng không? Tao thấy bài đó bắt đầu nó dòng dài luôn rồi đó. Không có chữ. Ví dụ người ta nói vậy. Không có chữ. Người ta nói là thời gian Tết nó cận kề. Cận kề. Nó nói là ví dụ như anh muốn làm đề tài YouTube mặt tốt mặt xấu hết câu chuyện. Đúng không? Hết chuyện. Thời gian Tết cận kề không dành cho những đứa trẻ. Ủa gì kìa? Tao nói phải đến cho qua mày chút xíu ra cho con câu chuyện chứ mày cứ rảnh như vậy. Mày nói không có nước vô kề liền. Dài, đạo diễn nói dài. Dài đâu dài, thời gian Tết là chứ thời gian anh em mình trùng hùng. Trùng hùng, trùng hùng. Trùng hùng. Trời ơi. Không dành cho những đứa lùng. Những cái căn bản để làm trong cái chương trình một cái mà để gọi là tìm cho rõ ràng thông tin để đưa tới cái người xem á. Chưa có tìm hiểu giống như bên báo chí họ phải tìm hiểu cụ thể chứ cái gì rõ ràng họ mới dám. Và ngay cả dùng những từ chuyên môn họ cũng ấy khi em bị tội nhưng tòa án chưa kêu người ta gọi là nghi phạm, còn ở đây có nhiều người họ khẳng định luôn ví dụ vậy. Ừ. Thì nó có những cái như thế nó bị bất lòng mình làm thì nó sẽ kỹ ý em nói là ví dụ như mình làm cái hướng kia thì mình sẽ đây là mới bài tạo ra bài nghĩa là vô chấp câu chuyện cái vụ mà thực chất cái câu chuyện nó có đó bây giờ anh em chúng tôi rắp thoại rắp lời đó để mà thực hiện thì cái này nội dung phải giữ bí mật là bởi vì sao khi mà đã hiểu được rồi thì đến lúc coi vấn đề có anh hữu đây là phải giữ bí mật nhưng lại không có cái kịch này là mà những gọi là được mắc tên là những con dịch tức là nhiều chuyện drama tức là nó có quyền có tựa phụ là YouTuber là thời mà làm YouTube rồi cái người làm YouTube đó là thành phần diễn viên nó gồm có Nhật Cường nè đúng không nè Cát Phượng nè Trung Lùng là Lê Nam là Lê Hoàng Tâm Trè nè Hiếu Hiền nè rồi vợ Quốc Thuận là Ngọc Lan dân anh. Dân rất là đông. Anh không có cơ hội rapper đi khay lắm rất là đông luôn á. Cho nên cái kịch này mình nghĩ sẽ hiểu quanh tráng còn nhiều tiếng cười đó hả. Thành thử là bây giờ là cái vô tình đó bây giờ là anh em mình giới thiệu luôn cho mọi người đón xem và ủng hộ cho live show của Cường để nhớ năm vì thời lượng nó sợ quá già cho nên thành thử ra
kết thúc là chuyển biến chúc cho nhà mình là luôn mạnh khỏe, hưởng một ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc bình an. Và cảm ơn là luôn đồng hành với Nhật Cường Cười Để Nhớ. Và hãy nhớ đón xem live show Nhật Cường Cười Để Nhớ năm tại nhà Bến Thành lúc 11 tháng 2 ngày Tây, còn âm là 21 tháng 1 ta, tức là qua Tết 20 ngày, nhớ đón xem nhé. Tiền nhiều để làm gì? Làm gì để nhiều tiền? Live show Nhật Cường Cười Để Nhớ năm, bán vé tại phòng vé nhà hát Bến Thành, liên hệ hotline số điện thoại 0909260673, 0944992139. Đặc biệt quý vị hãy đăng ký subscribe theo dõi kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ để xem chương trình live show Nhật Cường Cười Để Nhớ năm phát trên kênh này nhé. Xin chân thành và cảm ơn. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Video mới nhất phát lúc 20 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý vị đón xem.